Chào mọi người, hôm nay em vừa quay trở lại đây. Và trong clip này em Vy sẽ dành thời gian để chia sẻ cho mọi người về một sản phẩm mà em Vy đã đặt lòng tin về việc chăm sóc sức khỏe vùng kính của mình trong hơn một năm qua. Và bây giờ thì em Vy đã sử dụng đến chai thứ ba rồi mọi người ạ. Thì không cần đợi lâu nữa, mọi người cũng sẽ biết em Vy hay gọi nó là vũ khí vùng kính ấy. Đây, vũ khí bí mật vùng kính của em Vy đây. Đó chính là dung dịch vệ sinh vùng kính nước hoa Baby View do công ty Lani View nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tại vì đây là sản phẩm nhập khẩu nguyên kiện từ Hàn Quốc cho nên chữ của nó trên bao bì đều là chữ Hàn Quốc luôn mọi người ơi, Made in Korea nè. Packaging rất là thích đúng không ạ? Em Vy thì rất là yêu vẻ bề ngoài luôn, cho nên em Vy thường lựa chọn những cái sản phẩm packaging đẹp thì nó mới tôn trọng khách hàng. Bao bì đẹp ạ, chất lượng phải đi đôi với bao bì, em luôn nghĩ như vậy. Em Vy yêu bề ngoài quá luôn đúng không mọi người? Nhưng cực kỳ thích với sản phẩm này. Và bây giờ em Vy sẽ cho mọi người xem em Vy test cái dung dịch này như thế nào nhé. Đây là dung dịch dạng bọt. Đây là dung dịch bọt và rất là tiện lợi cho mọi người, là không cần phải băm ra và xoa lên tay rồi mới rửa, mà chỉ cần băm ra và rửa thôi. Thì bây giờ em Vy băm ra cho mọi người xem về một lượng bọt nhỏ nhé. Chỉ cần băm một lần thôi là mọi người đã đủ rửa một lần rồi. Băm nhiều hơn này để rửa nha. Đây là em Vy băm ra cho mọi người để xem về cái chất bọt thôi. Đây, đây là bọt. Và điều đầu tiên khi mà băm ra tay thế này là cảm giác là cực kỳ mát, và mùi thơm thì làm cho mình cảm giác như nó khô thoáng, thông thoáng lắm mọi người. Mùi nước hoa, hoa không hắc đâu, mùi nước hoa này không hắc đó. Mọi người chỉ cần massage rửa trong vòng 30 giây thôi, 30 giây, 40 giây gì đó, xong mọi người rửa lại bằng nước thì cái mùi nước hoa này rất là dai. Chị em nào mà sử dụng cái dung dịch này có đồng ý với em như vậy không ạ? Rất là thích. Và một chai này sử dụng rất là lâu. Với sản phẩm Baby View này mọi người cứ yên tâm nhé. Tại vì nó có chiết xuất hoàn toàn tự nhiên. Em Vy sẽ post bên cạnh cái clip này cái bảng thành phần tự nhiên cho mọi người xem nhé. Và có kiểm nghiệm 5 không. Đó là không paraben, chất gây ung thư, không silicone, không cồn, không chất tạo màu và không có chất bảo quản hóa học. Rất là tuyệt vời với một cái sản phẩm an toàn cho sức khỏe như thế này. Chị em nên yên tâm về nó. Và em Quý đã test và sử dụng hơn một năm rồi thì là quá tuyệt vời. Em Quý rất yêu việc chăm sóc bản thân của mình. Em Quý xin chia sẻ cho mọi người một chút, đôi chút về cái việc mà trước khi em sử dụng cái dung dịch này. Em sử dụng dung dịch này là khi em mang bầu bé thứ hai. Và khi mà phụ nữ mang thai thay đổi nội tiết tố thì em Quý bị ra nhiều huyết trắng và ra mùi ẩm ướt làm cho em Quý luôn luôn ngáy nữa mọi người ạ. Huyết trắng ra nhiều hay bị ngứa lắm. Thì em Quý tìm tới được sản phẩm này và sử dụng thì cực kỳ ưng. Sau ngày đầu tiên mà em Quý sử dụng thì cảm thấy nó sạch sẽ và khô thoáng ngay lập tức, làm cho em Quý cảm thấy đỡ bị ngứa hẳn luôn. Và sau một tuần sử dụng thì rau mùi đã dần biến mất, và thay vào đó là mùi nước hoa này cứ lưu mãi như là mùi hương riêng của mình vậy. Và việc mà huyết trắng bệnh lý của em nó giảm dần. Sau 2 tháng em sử dụng thì hoàn toàn bình thường và giúp em ngăn ngừa viêm nhiễm nấm ngứa trong quá trình mang bầu. Đến bây giờ sau khi sinh em mới còn sử dụng nó, và bây giờ đã là một năm rưỡi thì sử dụng em này rồi. Thì em cực kỳ tin chắc rằng mọi người sử dụng sản phẩm này sẽ không thất vọng đâu ạ. Hãy báo em Quý để được tư vấn. Em Quý sẵn sàng chia sẻ cho mọi người về các kinh nghiệm của em Quý khi chăm sóc vùng kín. Tại vì trước đây em Quý có bán ăn ở Thảo Khang, cho nên khi chuyện về vùng kín và các bệnh lý em Quý hiểu hết. Và em Quý tin sản phẩm này là cái sản phẩm hỗ trợ cho chị em ngăn ngừa viêm nhiễm nấm ngứa cực kỳ tốt. Và chuyện mùi hương cũng là rất là quan trọng đúng không ạ. Mình thơm tho sạch sẽ thì mình cảm thấy rất là tự tin. Thì hôm nay em Quý sẽ chia sẻ từ đây thôi, và hẹn những clip tiếp theo chị em mình sẽ cùng tâm sự nhé. Xin chào mọi người.